nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gen người lĩnh án tù. Hứa Trang Khuy, cựu phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam, hôm 30 tháng 12 đã bị Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn, Thâm Quyến kết án vì chỉnh sửa trái phép gen người với bản án 3 năm tù và phạt 430.000 đô la Mỹ vì vi phạm các quy định và nguyên tắc đạo đức, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Hai nhà khoa học khác là Trang Renly và Chin Chin Châu cũng đã nhận án tù và bị phạt liên quan đến việc chỉnh sửa bất hợp pháp gen của phôi người, khiến cho ba trẻ có ADN chỉnh sửa được ra đời. Ông Trang Renly bị kết án 2 năm tù và bị phạt 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với 140.000 USD. Ông Chin Chin Châu nhận án 1 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 70.000 USD. Tháng 11 năm ngoái, ông Khứa Trang Khuy tuyên bố tại một hội nghị ở Hồng Kông rằng ông đã thành công trong việc chỉnh sửa ADN cho cặp song sinh gái có cha dương tính với HIV. Đây là những đứa trẻ được chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới. Có ADN được thay đổi thông qua việc sử dụng một kỹ thuật chỉnh sửa gen được gọi là CRISPR để chúng miễn nhiễm với HIV. Theo phán quyết ngày 30 tháng 12, ba nhà khoa học nói trên không đủ điều kiện làm bác sĩ và cố tình vi phạm các quy định của đất nước trong khi theo đuổi danh tiếng và tiền tài cho mình. Họ đã vượt quá giới hạn của y đức và nghiên cứu khoa học. Sau thông báo của Khứa Trang Khuy vào năm ngoái, một nhóm 122 bác sĩ đã bày tỏ sự phản đối và lên án mạnh mẽ đối với nghiên cứu của ông. Các thí nghiệm trực tiếp lên con người chỉ có thể được mô tả là điên rồ. Độ chính xác của công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR và các hiệu ứng ngoài mục tiêu mà nó mang lại đang gây tranh cãi trong cộng đồng khoa học. Bất kỳ nỗ lực nào để biến đổi trực tiếp phôi người và cố gắng cho những đứa trẻ này ra đời trước khi được kiểm nghiệm nghiêm ngặt là một rủi ro lớn. Vài ngày sau tuyên bố thành công, ông Khứa Trang Khuy đã bị đình chỉ công tác do lo ngại ông có thể đã vi phạm pháp luật.